nhà đất Hằng Ni, chuyên bán nhà phố quận Gò Vấp và các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị và khách hàng thân mến. Và để tiếp tục phê thống nhà đẹp cho cả hợp lý và cũng như chúng ta được thương lượng trực tiếp chính chủ, sổ hồng pháp lý rõ ràng. Và Hằng Ni hỗ trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà. Thì trong buổi chiều tối đẹp trời ngày hôm nay, Hằng Ni đang có mặt tại trục đường Nguyễn Văn Khối thuộc trung tâm phường 9 quận Gò Vấp nha cả nhà. Với một vị trí phải nói là vô cùng đắc địa luôn. Nhà mình thì kết nối với đường Lê Văn Thọ, đường Quang Trung, cách ngã năm Gò Vấp chỉ khoảng 7 phút di chuyển thôi nè. Để gửi khách hàng mình một căn siêu phẩm nhà phố được gia chủ thiết kế theo mẫu thiết kế tân cổ điển, căn villa mini phố thiết kế phải nói là vô cùng lung linh luôn. Đó, góc hai mặt tiền đường. Nhà mình thì nằm ngay căn góc cho nên là được gia chủ mình có chỗ cửa chính phía trước kèm cửa hậu phía bên hông. Cũng như là phía bên trên thì mình có rất là nhiều cửa sổ luôn, trồng đầy đủ mảng xanh, nhìn nhà phải nói là vô cùng lung linh luôn cả nhà. Nhà đẹp nhất khu phố luôn nha. Và trước khi di chuyển bên trong để tham quan, Hằng Ni xin mời khách hàng mình cùng em chúng ta quan sát con đường phía trước nhà nè. Căn này thì gia chủ mình đang rao bán với mức giá chỉ hơn 7 tỷ một tí thôi. Phải nói là giá quá tốt trong thời điểm hiện nay rồi. Đường trước nhà của mình thì được trải nhựa hiện hữu rộng 4m nha cả nhà. Cách mặt tiền đường chỉ 25m di chuyển thôi. Với vị trí này thì xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ chúng ta di chuyển vào tận nhà luôn. Và đặc biệt đó là nhà mình nè, di chuyển chỉ khoảng vài bước chân thôi, chúng ta đã di chuyển ra mặt tiền chính phía trước rồi. Kinh doanh mua bán đa dạng ngành nghề luôn nha. Căn góc phía bên tay phải của Hằng Ni thì buổi sáng là mình có mở quán cà phê á cả nhà. Đó, vô cùng lung linh luôn. Nhà này phải nói là ngay trung tâm, đi đâu cũng tiện hết. Với vị trí này thì có cửa thích hợp cho khách hàng mình, chúng ta có thể là vừa mua ở vừa mở văn phòng công ty, showroom nè, spa cũng được luôn nha, hay là shop thời trang online. Đó, phía trước thì mình kinh doanh mua bán đa dạng ngành nghề luôn nè. Có quán ăn cũng như là cà phê, công ty đầy đủ luôn á, tiệm hớt tóc. Đó, một vị trí phải nói là quá đẹp luôn nha cả nhà. Trục đường thì dân cư mình ở hiện hữu hết rồi, vô cùng an ninh luôn. Ngay trung tâm mà giá bán thì gia chủ đang đưa phải nói là quá hợp lý luôn rồi, chỉ hơn 7 tỷ một tí thôi. Thôi và cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu di chuyển bên trong ngôi nhà để tham quan tiếp tục nè. Đây, nhà mình thì cách hai căn là mình di chuyển vào mặt tiền đường rồi, căn thứ nhất và căn thứ hai nè. Nhà mình nằm ngay căn thứ ba, căn góc hai mặt tiền đường nha cả nhà. Mà nếu như mà đường phía trước đó chúng ta mở rộng ra, căn này là mình có lộ giới vào một chút nè. Đó, lộ giới phía này thì nhà mình rất là gần mặt tiền luôn. Và ngôi nhà hôm nay Hằng Ni giới thiệu khách hàng mình tọa lạc tại trục đường Nguyễn Văn Khối, sát bên công viên làng hoa, với kết cấu chuẩn là một trệt ba lầu, mẫu thiết kế theo kiểu biệt thự villa mini phố, có diện tích chiều ngang là 4,2m, chiều sâu vào là 11m nha. Gia chủ khi đang rao bán với mức giá chỉ 7 tỷ 200 triệu đồng thôi, giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ. Và Hằng Ni hỗ trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà nè. Và cùng em chúng ta ngắm nhìn lại một lần nữa từ mặt tiền chính phía trước của ngôi nhà nha. Đó, vô cùng đẹp luôn cả nhà. Nhà thì thuộc hướng chính là hướng Tây Nam. Mặt tiền chính phía trước, còn hẻm hậu bên hông này, hẻm góc bên hông là thuộc hướng chính là hướng Tây Bắc nha. Rất là phù hợp khách hàng mình cứ mà là Tây Tứ Trạch, cũng như các hướng ở hướng chính Tây, hướng Đông Bắc nè. Đó, đẹp gì đâu luôn. Và hẻm hậu bên hông của mình thì cũng rộng 4m luôn á. Chúng ta chạy xe ô tô vào mình đậu phía bên hông này cũng được luôn nha cả nhà. Mình có cửa đi di chuyển bên vào bên trong luôn nè, cửa hậu phía bên hông nhà. Hằng Ni lìa máy đi chúng ta cùng tham quan nha. Căn này phải nói là quá đẹp luôn, mà giá bán thì vô cùng hợp lý luôn rồi. Phía bên ngoài thì được gia chủ mình sơn phun cát nha cả nhà, rất là nét luôn á, tông màu xám vàng nhạt. Xong sau đó chúng ta có những cái đèn chiếu sáng, thêm những cái cây xanh, nhìn nhà phải nói là vô cùng thông thoáng và bắt mắt luôn. Đây, cận hơn để khách hàng mình cùng xem nha. Đó, sơn phun cát nè, rất là đẹp luôn. Thôi và cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu di chuyển bên trong ngôi nhà để tham quan tiếp tục. Nhà mình với chiều ngang là 4m2, chiều sâu vào là 11m nha cả nhà. Công năng sử dụng bên trong nhà rồi, phòng khách, phòng bếp, mình có thể là sử dụng làm radio ô tô cũng được luôn. Bên trên gồm 3 phòng ngủ, trong đó thì chúng ta có phòng thờ, sân thượng trước sau đầy đủ luôn nè. Đó, gia chủ vừa mới bật đèn điện của khu phố lên thì nhà phải nói là vô cùng lung linh luôn, quá đẹp luôn. Một căn nhà phải nói là quá tuyệt vời, không có chỗ nào để chê luôn á. Thôi và cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu di chuyển bên trong để tham quan tiếp tục ngôi nhà nha.
ta nhìn từ phía bên ngoài thì được gia chủ mình trang bị gồm hai lớp cửa. Chúng ta có một lớp cửa sắt 4 cánh kèm một lớp cửa nhôm sinh pha kính cường lực 10 ly. Mình sơn theo màu vàng mạ đồng á cả nhà. Và không gian khu vực bên trong nè, chúng ta có thể đổ được xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ hoặc là xe bán tải luôn. Khu vực gara ô tô mình nói liền với phòng khách bên trong nha. Phía bên tay trái của em là mình có bồn hoa, trồng cây, trồng hoa rất là đẹp luôn á. Cũng như là phía bên tay phải của Hằng Ni thì mình có tủ âm tường, tủ để rượu, tủ trưng bày. Và em bắt đầu di chuyển bên trong để chúng ta cùng tham quan tiếp tục ngôi nhà nè. Phía bên dưới gạch thì gạch nhám theo tông chủ đạo là màu xám nha. Đó, đẹp kỳ đâu luôn. Rất là nét luôn nè. Phòng khách thì đã được gia chủ mình trang bị đầy đủ rồi. Chúng ta có sofa, bàn trà, kệ tủ tivi. Tivi rất là nét luôn. Đây, không gian này phải nói là vô cùng đẹp luôn á cả nhà. Cây này cây thiệt nha. Mình có những cái khung sắt nè. Khung sắt sử dụng làm cửa sổ, không có mở ra được đâu, nhưng mà mình lấy nắng lấy gió. Ở đây mình có những cái ô xen kẽ phía này nè. Đó, lấy gió trực tiếp vào. Và Hằng Ni di chuyển bên trong ngôi nhà để chúng ta cùng tham quan tiếp tục nè. Nhà mình thì được gia chủ thiết kế cầu thang nằm ở cuối nhà, cho nên là không gian sử dụng rất là rộng rãi luôn á cả nhà. Đây, phía bên tay phải của Hằng Ni, bức tường ngay phía sofa thì được gia chủ mình sơn hiệu ứng nha, không phải là giấy dán tường đâu. Nước sơn này thì mình lau chùi rất là dễ dàng luôn, nhìn rất là nét luôn, có tranh treo tường. Nhà đẹp gì đâu luôn á, gia chủ phải nói là vô cùng chăm chút luôn. Do kiến trúc sư Mai Đôi thiết kế, có bảo hành cho khách hàng mình trong thời gian khi mà sinh sống, an cư và lập nghiệp luôn nè. Hằng Ni di chuyển phía cuối ngôi nhà thì được gia chủ thiết kế làm không gian khu vực toilet. Đây, toilet tại tầng trệt có đầy đủ các trang thiết bị vệ sinh rồi. Toilet nhỏ nhỏ xinh xinh, gạch thì ốp phun trần luôn nha. Và cùng Hằng Ni chúng ta ngắm nhìn lại một lần nữa từ phía cuối ngôi nhà nè. Không gian phải nói là quá tuyệt vời luôn. Và mình có hiểm hậu, cửa hậu bên hông luôn. Nhà mình tới hai cửa lận. Đó, đẹp gì đâu luôn cả nhà. Nhìn ra mặt tiền chính phía trước nha. Ra hiểm hậu bên hông nè. Khu này thì phải nói là vô cùng an ninh luôn rồi. Căn gốc hai mặt tiền đường. Lâu lâu mới có một căn vị trí đẹp như vậy mà giá bán thì rất là hợp lý luôn á cả nhà. Thôi và cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu di chuyển lên không gian khu vực lầu 1 phía trên để tham quan tiếp tục ngôi nhà nè. Cầu thang được gia chủ mình ốp đá marble. Phía dưới chân cầu thang thì mình có đèn led âm luôn, tay vịn bằng trụ gỗ kết hợp với lan can bằng sắt nha. Đây, nhà mình thì được gia chủ mình sơn nước sơn theo tông chủ đạo là màu trắng. Nhìn rất là sang luôn á cả nhà. Đó, đẹp gì đâu luôn. Đây, từ góc này mình nhìn xuống phía dưới nè. Góc nào cũng đẹp hết. Gia chủ thì rất là chăm chút cho ngôi nhà này luôn á. Và Hằng Ni đang có mặt tại không gian khu vực lầu 1, được gia chủ thiết kế rồi mà phòng ngủ phía trên này nha cả nhà. Đây, em di chuyển phòng ngủ đầu tiên để chúng ta cùng tham quan nè. Đó, mình có giường ngủ nè, kệ tủ tivi, tủ trưng bày, máy lạnh riêng biệt bên trong phòng luôn rồi. Có đèn trùm bên trên vô cùng nét luôn nè cả nhà. Đẹp ghê ha. Giường ngủ thì có đèn led âm luôn. Một căn phòng rất là xinh xắn luôn á. Đó, Hằng Ni quay kỹ để chúng ta cùng xem nè. Kệ tủ tivi, tủ trưng bày bên dưới thì mình có lót gạch dạ gỗ nha. Không gian phải nói là quá đẹp luôn. Thôi và cùng em chúng ta di chuyển vào không gian khu vực phòng ngủ thứ hai nằm ở phía trước để tham quan tiếp tục nè. Ở đây thì mình có cửa sổ chỗ ra bên ngoài nha cả nhà. Nhà mình ngay căn góc hai mặt tiền đường, cho nên là gia chủ mình có chỗ cửa ra vô cùng thông thoáng luôn. Và đặc biệt có ngay khoảng hành lang khu vực phòng ngủ của mình. Đó, đẹp gì đâu luôn á. Gạch này là 60m1m2 nha. Mình có những cái kim tuyến á cả nhà. Mình làm điểm nhấn là gạch chủ đạo theo tông chủ đạo là màu xanh á. Kết hợp rất là hay luôn á. Nhìn có đèn chiếu chiếu xuống á. Bên ngoài đẹp hơn trên video Hằng Ni quay nhiều luôn. Đó, lung linh gì đâu luôn. Và không gian khu vực toilet sử dụng chung với hai phòng. Chúng ta có bồn cầu, lavabo, gương soi, vòi tắm hoa sen, gạch thì ốp phun trần đầy đủ hết rồi. Tông chủ đạo là màu kem, màu hồng nè. Quá đẹp luôn. Hằng Ni di chuyển ra phòng phía trước để chúng ta cùng tham quan nha. Đặc biệt á cả nhà, phía bên trên này, phía trước này gia chủ mình sử dụng làm phòng bếp, chứ không phải là phòng ngủ đâu. Tùy theo công năng sử dụng của gia đình mình nè. Đó, đây. Bất ngờ chưa? Phòng bếp nhỏ nhỏ xinh xinh, có bộ bàn ăn 4 ghế kèm hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Có đèn led âm luôn, cửa sổ chỗ ra bên ngoài nè. Quá đẹp luôn nha. Đó, và ban công chỗ ra phía trước luôn. Có trồng đầy đủ cây xanh luôn, cây tắc nha.
Đây, nhà thiết kế rất là hay luôn. Nằm ở phía trước thì mình nấu ăn á, mình chỗ cửa sổ ở bên ngoài thì không có bị ám mùi khi nấu ăn đâu. Có sẵn máy hút mùi luôn nè, kèm bồn rửa, tủ lạnh lớn hai cánh nha cả nhà. Quá nét luôn. Thôi và cùng em chúng ta bắt đầu di chuyển lên không gian khu vực lầu 2 phía trên để tham quan tiếp tục ngôi nhà nha. Đẹp gì đâu luôn cả nhà ơi, khúc hành lang cầu thang nè. Ngay phía bức tường này thì được gia chủ mình ốp những cái nhựa và gỗ nha. Có những cái phiêu chỉ màu vàng làm điểm nhấn, nhìn vô cùng lung linh luôn. Và em bắt đầu di chuyển lên không gian khu vực lầu 2 phía trên để chúng ta cùng tham quan tiếp tục ngôi nhà. Căn này thiết kế phải nói là quá đẹp. Đó, khu vực không gian lầu 2 của mình. Em di chuyển vào không gian khu vực phòng ngủ thứ hai nè. Đây, phòng ngủ thứ hai chúng ta có đầy đủ rồi. Giường ngủ, tủ quần áo, kệ tủ tivi và máy lạnh riêng biệt cho mỗi phòng rồi. Bên trên thì mình có trần chìm giật cấp nè. Sorry cả nhà, đèn chùm nha. Và có toilet sử dụng chung với hai phòng. Đó, lavabo, gương soi, bồn cầu, vòi tắm hoa sen, gạch hớt vuông trần luôn. Gương này thì chúng ta bật tắt đèn được luôn nha. Đẹp gì đâu luôn. Và đây không gian phía trước. Thì để xem phía trước này gia chủ mình thiết kế phòng như thế nào nha. Mình có máy vòm nè, vòm tròn nhìn nhà rất là mềm mại luôn á. Đó, phòng ngủ nằm ở phía trước nè cả nhà. Có sẵn giường ngủ rồi, bàn trang điểm, tủ trưng bày, hệ tủ táp đầu giường, cũng như là tủ quần áo. Quá nét luôn. Tủ quần áo thì bên trong được gia chủ sử dụng là chất liệu gỗ an cường. Phía bên ngoài là mình ốp những cái tấm kính cường lực á. Và bên trên thì có đèn chùm nha, trần chìm giật cấp, đèn trần chiếu sáng đầy đủ hết rồi. Nhìn nhà phải nói là vô cùng lung linh luôn á. Nhà này thiết kế phải nói là quá hay luôn. Căn góc hai mặt tiền đường, thiết kế theo kiểu kiến trúc villa mini phố nè. Mình có khu vực cửa sổ chỗ ra bên ngoài. Đẹp quá cả nhà ơi, tới ba cái cửa sổ lần rèm màn cửa hai lớp đầy đủ hết rồi. Giá bán thì rất là tốt luôn rồi. Chỉ 7 tỷ 200 triệu đồng thôi cho căn siêu phẩm nhà phố này nha. Căn này phải nói là chắc bán sớm luôn á. Ngay trung tâm mà ô tô vào được nữa. Nhà mình thì đậu ô tô bên trong nhà luôn. Rồi vắt bây giờ mà tìm phân khúc khoảng 7 tỷ mà ô tô đậu trong nhà, hẻm gọng như vậy, thông thoáng góc hai mặt tiền thì không còn căn thứ hai đâu. Thôi hẳn đi di chuyển lên không gian khu vực lầu 3 để chúng ta cùng tham quan tiếp tục nè. Lầu 3 thì được gia chủ thiết kế làm phòng thờ nha. Đó, bên trên thì mình có khu vực riêng trời lánh sáng trực tiếp cho ngôi nhà, kết hợp những cái khung sắt lan cao bảo vệ rồi. Cả nhà có nhớ không, phía bên dưới này hồi nãy hàng đi có quay á, thì bên hông của mình là cửa ra vào, thì bắt đầu kéo dài bên lên trên cửa của hẻm hậu bên trên bên dưới cả nhà. Lên trên thì chúng ta có những cái ô cửa kính nè, cho nên là ban ngày mình đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn, rất là nét luôn. Để em xem thử cái cửa này chúng ta mở ra được hay không ha. Mở không được cả nhà ơi, mình chỉ lấy sáng thôi. Có cái đèn chùm hay ghê luôn nè. Nhà vô cùng nét luôn, có phòng thờ, khu vực giặt sấy đầy đủ. Và nếu như mình không cần sử dụng phòng thờ cả nhà thì nhà mình lên tới 4 phòng ngủ lận. Đó, chúng ta có đầy đủ các trang thiết bị nội thất rồi. Lavabo, gương soi, bồn cầu, vòi tắm hoa sen, gạch thì ốp phun trần luôn nha. Đây, không gian khu vực phía trước nè. Phòng thờ cũng như là bàn trà kèm ghế ngồi, máy giặt, máy sấy đầy đủ luôn. Nhà mình thì đã được gia chủ mình trang bị sẵn máy giặt rồi. Chúng ta mua về thì hằng đi sẽ nói gia chủ mình tặng thêm một cái máy sấy cho quý khách hàng mình nữa. Nếu mà mình không có nhu cầu mình phơi quần áo á, mình sấy cũng rất là tiện luôn, rèm màn cửa nè. Tùy theo công năng sử dụng của gia đình mình cũng như là phong tục tập quán của mỗi gia đình thôi. Gia chủ thì đã trang bị sẵn cho mình kèm ghế ngồi, bàn trà rồi. Bên trên thì mình có những cái lam nhựa và gỗ nè cả nhà. Và không gian khu vực phía trước vô cùng chill luôn, rất là mát nha. Đó, mình mua về để thêm một cái xích đu ở đây nữa. Ngồi lên đây tổ chức tiệc nướng BBQ, nhâm nhi một ly trà, một ly cà phê. Gia đình mình quây quần bên nhau phải nói là quá tuyệt vời luôn. View thì rất là thoáng luôn rồi. Và quý khách hàng mình quan tâm ngôi nhà này hãy alo cho Hằng Ni nha. Với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình.
Và căn nhà này thì gia chủ đang rao với mức giá là 7 tỷ 200 triệu đồng. Giá còn thương lượng trực tiếp với chính chủ. Và video của Hằng Ni đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ni xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng mình rất là nhiều. Luôn đón xem và ủng hộ cho em. Cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Em xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt. Bye bye mọi người.